những cửa hàng bán gạo tại các siêu thị Nhật Bản luôn trong tình trạng trống trơn trong nhiều tuần nay. Một số siêu thị vẫn còn gạo nhưng với số lượng ít và mỗi người dân chỉ được mua gạo tối đa từ 2 đến 5 kg tùy từng siêu thị. Dự trữ gạo của doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản đã ở mức thấp nhất kể từ năm 1993. Tình trạng thiếu gạo đã dẫn tới giá cả mặt hàng này tăng 30% so với thời điểm bình thường. Tôi thấy rất lạ, tôi cũng không hiểu tại sao lại không có gạo, tôi chưa từng thấy tình trạng này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hết gạo trắng, nên tôi cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên sắp tới sẽ có nhiều gạo mới tới kho, nên các khách hàng hãy cứ yên tâm. Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, có 3 nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu gạo là do nhu cầu trong nước tăng lên khi lượng khách du lịch tăng đột biến. Tình trạng nắng nóng khiến sản lượng gạo suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Và tình trạng người dân tích trữ gạo quá mức trong cảnh báo động đất sóng thần vừa qua. Một số chuyên gia cho rằng tình trạng thiếu gạo hiện nay cũng là hệ lụy từ chính sách giảm diện tích trồng lúa trong 50 năm qua tại Nhật Bản. Trong tuyên bố vào thứ ba tuần này, Bộ trưởng Nông lâm và Thủy sản Nhật Bản Sakamoto đã khẳng định gạo khan hiếm hiện tại đang trong thời gian trái vụ trước khi có gạo mới thu hoạch, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh khi có nhiều địa phương bắt đầu thu hoạch gạo. Theo Bộ Nông lâm Ngư nghiệp và Thủy sản của Nhật Bản, thì tình trạng thiếu gạo sẽ được giảm bớt vào tháng 9 khi mà các vụ mùa mới bắt đầu được thu hoạch. Và tình trạng này sẽ chấm dứt vào tháng 10 và tháng 11. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.